Cát ở ngoại hả? Ờ, cát ở ngoại. Ờ, cây này nó tốt hơn cây của Hương bên đó. Ủa cao hơn không? Cao hơn, cây bển sao lá nhỏ nhỏ. Gì? Cây đó cây xài đó xài thanh ca. Ừ, xài thanh ca. Nhưng mà cái gốc này nó bự hơn. Ờ, gốc này nhỏ hơn, gốc kia bự hơn. Tại vậy mới có năm đúng nè, đúng năm luôn ăn gì đó rồi gieo ương hột lên. Ừ, bên kia cây nữa. Sao ba không trồng thêm? Ba, trồng thêm đi. Thì đang ương về lên hai cây, có bắt 12 cây nữa. Tính đào cái lỗ trước. Em, anh tính đào cái lỗ chỗ đó chán rồi, trồng cái đó cây đó. Ừ, trồng cái đó đi. Trồng cái đó trong nhà mình ăn dễ quản lý. Ừ. Tính anh đào anh kêu quét lên nó bị cái lỗ vậy đó. Hương không có mặc áo khoác nè. Nắng không? Cái này trời ơi là tao chạy trước tao đón đầu gì. Gì? Làm tao chạy trước tao đón đầu. Ông ngoại dính tay con. Đi được. Đâu có lọt mương. Cái này là cây cầu dừa nè. Cây cầu dừa bán hát rồi, bán cây cầu dừa. Đi, nhỏ đó đạo diễn. Thời nó học thành đó mà, để nó quay đi. Đi. Có bé bé đi chồng. Có cầm điện thoại đi, còn đưa nước. Trời. Thì đi chơi là tao gớt. Chỉ từ từ gì đó mà. Chỉ nhiều quá chóng mặt. Ủa mình về mình drop cắt được mà. Có cái ai mua vị đó. Có, lúc trước tao có mà giờ có. Chứ mình quay nhiều quá mình phải cắt bớt chứ. Ê bà đi về bà để lại cái cây này cho tôi đi. Yes. Này gọi là gimbal. Nó không có connect vô được cái bluetooth này. Ừ. Bên bển còn biết bển nó chưa cắt cỏ thiệt. Cái này mua bên bển xài được mà sao qua tới đây không có. Đi tới đây được rồi. Thôi đi dài ra gì trước. Ủa trên đó có gì? Thôi đi bên kia, đi bên đây đi qua đó chi. Cỏ đi qua bà tính đi qua. Đi qua cầu hả? Không qua cầu làm gì? Ủa đó của mình đâu hả? Đây này của mình tới đây dinh dưỡng lý đen. Bên đó là của ai? Của con bà Đạt. Điện. Đây buổi nè mà trồng mới 2 năm nè thấy không? Hương 2 năm nè thấy không? Ừ. Ủa, mai năm tới để trái rồi. Đi tao mai nè. Quạt cái này ơi, ôi giùm gì? Màu đỏ, ờ kiến màu đỏ. quạt cho nó mai, gì? Kiến đừng có đứng là kiến lên. Biết mà bên nó có
Ba nói buổi chiều mũi không mà. Mà nắng thiệt chứ ha. Nắng mũi nó trốn. Trốn bớt. Rồi, lên đầu cho anh con luôn nó biết. Lát bọc qua giường bên kia ba. Nắng quá vậy ha. Nắng này chảy mỡ luôn á. Coi chừng mũi. Vô đây, vô đây, vô đây mát. Vừa năm tới có trái hết luôn. Không quay à ba ơi. Ba khỏi quay. Năm tới là vừa có trái hết luôn. Chụp hình đi ba, chụp đi. Giống ngồi ị. Thôi chụp bằng cái phone má đó. Phone ba nó không rõ. Chụp giống ngồi ị vậy. Nãy cô Út đăng ký xin cái điện thoại này nè. Để nó cho đăng chị. Đăng ký xin kể chợ mình nè, cầm chụp đi.